Xem xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1068 đồng ý chủ trương chuyển gần 37 hecta rừng tự nhiên và hơn 139 hecta rừng trồng sang mục đích xây dựng hồ chứa nước Mỹ Lâm. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Phú Yên, bảo đảm các yếu tố để hoàn thành một số hạng mục chính trước mùa mưa năm nay. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng giả soát kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giả soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, danh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 477 ha tại hai xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Hồ chứa nước có dung tích khoảng 34,8 triệu mét khối, cấp nước tưới cho khoảng 2.500 hecta lúa, mía và 800 hecta nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, công trình còn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.800 hộ dân trong vùng dự án. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2021.